Thực hiện kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2019-2022. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quận Ô Môn quan tâm thực hiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong giai đoạn 2019-2022, Ban chỉ đạo 138 quận Ô Môn chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức kết quả đã tuyên truyền gần 8.700 cuộc với hơn 488.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham dự. Qua đó đã tiếp nhận trên 2.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng làm rõ 1.419 vụ việc, bắt xử lý 1.592 đối tượng phạm pháp. Công an quận và phường duy trì có hiệu quả mô hình camera an ninh, đã vận động người dân lắp 1.166 camera tại khu vực dân cư và những khu vực trọng điểm.